Hello, xin chào các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn đã thấy không chưa? Nếu các chị và các bạn đã thấy shop rồi thì chia sẻ giúp em ba nhóm bất kỳ ạ. Và sau đó hôm nay mình sẽ trả lời cho mini game là cầu gì không bắt qua sông nha mọi người. Cầu gì không bắt qua sông ạ? Không thấy ai không? Có à, chào các chị và các bạn mới vào ạ. Chào ba người cùng xem ạ. Rồi chào tám người cùng xem, chào các chị và các bạn nha. Các chị và các bạn ơi, ai đã thấy em rồi thì mình nhân tay chia sẻ ba rất bất kỳ và sau đó comment đã chia sẻ giúp em nha. Cầu gì không bắt qua sông là câu hỏi mini game của ngày hôm nay các chị và các bạn ạ. Và câu hỏi này cực kỳ dễ phải không ạ? Các chị và các bạn nhanh tay comment cho em biết nếu các chị và các bạn đã biết đáp án nha. Rồi, chào chị Bùi Huyền ạ, chào chị Ngọc Bích, cầu tiêu ạ. Cầu tiêu vẫn chưa phải là đáp án của mình các chị và các bạn ơi. Là Nguyễn Thí Hiền, dạ, cầu dao vẫn chưa phải là đáp án của mình ạ. Trân Thị, Thanh Hải, Thanh Hương, cầu dao vẫn chưa phải đáp án của mình ạ. Cầu dao vẫn chưa phải đáp án của mình nha mọi người. Rất là nhiều các bạn và các chị trả lời là cầu dao luôn. Nhưng mà cầu dao chưa phải đáp án của bên mình ạ. Rồi em xin chào chị Vũ Quỳnh Như ạ. Rồi em chào các chị mới vào. Các chị ơi, các chị nhớ chia sẻ ba rất bất kỳ để mình cùng nhau chơi mini game chị và các bạn nha. Nhớ xe ba rất bất kỳ để mình có thể chơi mini game nha. Cầu gì không bắt qua sông là câu hỏi cho mini game ngày hôm nay các chị và các bạn nha. Cầu gì không bắt qua sông? Cầu dao vẫn chưa phải đáp án của bên em mọi người nha. Các chị và các bạn hãy tìm một câu trả lời khác các chị và các bạn nha. Rồi xin chào tất cả mọi người nha. Ai đã thấy Hưng và Thương rồi thì nhanh tay chúng ta vào tham gia mini game nha. Và mini game hôm nay đó là trả lời cho câu hỏi cầu gì không bắt qua sông để chúng ta nhận được một combo siêu xinh như Hưng hoặc Thương đang mang nha. Và cầu gì không bắt qua sông đây mọi người ơi. Bước 1, chúng ta hãy chia sẻ vào ba group vào một lần trên trang cá nhân. Sau đó chúng ta comment đáp án của mình nha. Vậy là chúng ta đã có cơ hội sở hữu một combo siêu xinh như Hưng hoặc Thương đang mặc nha. Hôm nay chúng ta có bé Thương là bé đang cầm giấy, một tí nữa Thương sẽ xuất hiện để mọi người chiêm ngưỡng nha, nhan sắc của Thương nha. Hôm nay chúng ta có bé mẫu mới nha, đó là bé Thương nha. Xin chào tất cả mọi người. Cầu vòng chưa phải mọi người ơi, cầu vòng chưa phải nha. Cầu gì không bắt qua sông mọi người ơi, rất là dễ nha. Câu này là rất là dễ, không có gì khó hết. Và số lượng cầu này cũng không có nhiều nên là cái xác suất trúng rất là cao. Rồi nhanh tay tham gia và trả lời cho mini game này nha mọi người nha. Cầu dao chứ phải mọi người ơi, hãy tìm một đáp án khác ngoài cầu dao nha. Và nhanh tay chia sẻ để sắp bắt đầu gửi ý cho mọi người nha. Nhanh tay chia sẻ cái livestream này vào ba group, sau đó chúng ta comment đáp án của mình. Và sau cái mini game này chúng ta sẽ cùng đến với chương trình săn đồ siêu hot nha. Áo sẽ được bán rời với giá 79.000, váy sẽ được bán rời với giá 79.000 và shop chỉ bán cho 7 bạn nhanh nhất, tại vì shop chỉ share cho 7 bạn nhanh nhất, tại vì shop còn số lượng rất là ít nha. Shop chỉ share cho 7 bạn nhanh nhất nha, mỗi bộ nha. Mỗi màu như thế này shop chỉ share cho 7 bạn nhanh nhất, 7 chị nhanh nhất được bán với giá 79.000. Một tí nữa sau mini game chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu rao bán mọi người nha. Áo được bán với giá 79.000 và váy được bán với giá 79.000. Rồi nhanh tay cầu vòng khuyết chưa phải, cầu vòng chưa phải mọi người ơi, cầu chi chưa phải nha. Cầu lông chưa phải nè, cầu vòng chưa phải đâu Thái Uyên ơi, cầu giấy chưa phải nha Trương Nguyệt nha. Rồi các chị và các bạn ơi, nếu các chị và các bạn đã nghĩ ra được đáp án nào thì mình nhanh tay comment đi. Vì biết đâu mình sẽ là người có câu trả lời trùng với đáp án của shop các chị và các bạn ơi. Và bạn nào có câu trả lời trùng với đáp án của shop sẽ là chủ nhân của một cái set siêu xinh bao gồm một cái áo và một cái chân váy như Hương đang mặc các chị và các bạn nha. Và các chị và các bạn nhanh tay comment để các chị và các bạn nghĩ đáp án của mình là đáp án chính xác nha. Rồi nam cầu chưa phải, cầu vượt chưa phải nha, cầu chỉ chưa phải các chị và các bạn nha. Em lấy áo nha Đặng Nga ơi, một xíu nữa áo này chân váy này sẽ trong chương trình 79.000 nha. Ok, chốt cho Đặng Nga áo nha, áo này có giá 79.000 nha mọi người nha. Rồi em chốt cho Đặng Nga cho em địa chỉ ạ. Chị Đặng Nga cho em địa chỉ nha, chị Đặng Nga ơi. Rồi các chị và các bạn ơi, một xíu nữa mình mới bắt đầu chốt hàng, nhưng các chị và các bạn nào muốn chốt hàng thì có thể chốt hàng ngay bây giờ để mình cầu sản phẩm các chị và các bạn nha. Rồi các chị, cầu được quà hả? Quá cầu vòng xin lỗi mọi người nha. Cầu dao vẫn chưa phải đáp án của bên mình nha. Cầu hồn ạ, cầu hồn vẫn chưa phải đáp án của mình. Cầu on phone hả, vẫn chưa phải đáp án của mình các chị và các bạn ơi. Cầu cứu chưa phải đáp án của mình nha. Cầu tài vẫn chưa phải đáp án của mình. Cầu gì đây, cầu gì mà có thể bắt qua sông? Một con cầu, cái cầu này rất là quen luôn và không bắt qua sông. Cầu này rất
là quen các chị nha. Cầu gì mình không bắt qua sông và rất là quen nha. Cầu ô suốt chưa phải, cầu thôn chưa phải, cầu ô suốt chưa phải nha. Cầu gì đây các chị và các bạn ơi, nhanh tay cầm ra đi để các bạn biết nha. Cầu gì đây? Cầu thủ, cầu phúc, cầu đường, cầu vòng. Một set bao nhiêu vậy chị? Mình hôm nay mình bán riêng sản phẩm để các bạn cùng nhau săn nha. Một chiếc áo 79.000, một chiếc chân vậy 79.000, nguyên một set là 79.000 các chị và các bạn nha. Từ 250.000 còn 79.000 79.000 nha các chị và các bạn nha. Rồi bây giờ sắp sẽ lật đáp án luôn nha. Câu gì đây mà ngồi ủa lộn rồi. Cô các chị và các bạn, câu gì? Câu gì mà mình phải tiết lộ một chữ cái đầu, đó là chữ G các chị và các bạn nha. Chữ G nha, chữ cái đầu. Sau chữ cầu là còn một chữ nữa và có chữ G nha. Cầu gãy chưa phải, cầu lâu chưa phải. Câu gì đây? Câu G là câu gì đây các chị và các bạn ơi? Không bắt qua sông nha, không bắt qua sông, cầu G. Cầu G. Chữ gì đây? Chữ gì tiếp theo đây các chị và các bạn ơi? Câu gì mà cầu lâu chưa phải nha. Cầu lông, cầu mây, đầy cầu hả? Đầy cầu. Đầy cầu nhưng mà phải comment chính xác một cầu thì shop mới chấp nhận mọi người rồi, nha. Rồi, cầu chữ G là cầu gì mọi người ơi? Chị ơi, sao chị gấp mà. Không sao, không sao. Cầu gì đây các chị và các bạn ơi? Cầu G là cầu gì đây các chị và các bạn? Cầu G, cầu dao chưa đụng. Cầu G các chị và các bạn bỏ ơi. Chữ A ra luôn, bỏ chữ A ra luôn. Đây có chữ A nữa các chị nha. Cầu gì? Cầu ga là cầu gì? Còn thiếu chữ nữa. Các chị và các bạn đón như nào? Ghép từ vào các chị ơi. Cầu dao chưa đủ. Đằng sau chữ G là chữ A. Cầu dao chưa đủ. Cầu gì mọi người dễ quá trời ơi. Lật nó tới đây rồi. Cầu dao không phải, cầu G A mà là cầu ga. Cầu ga là cái gì nữa, chữ gì nữa? Còn một từ nữa thôi các chị và các bạn ơi. Còn một chữ từ duy nhất nữa thôi. Còn một chữ duy nhất nữa thôi. Chữ duy nhất, chữ cái duy nhất cầu nữa thôi. Cầu gãy không phải, cầu chữ ga không phải. Chữ cái duy nhất nữa thôi chứ phải một từ nha. Điều một từ chữ nữa. Cái duy nhất, một chữ cái duy nhất nữa. Chữ cái cuối cùng. Rồi có một bản sai chính tả rồi. Đúng rồi, sao sai chính tả vậy? Bị dư mất rồi. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay có một bạn đấy, đúng rồi bạn. Nhưng mà đã dư trời câu ơi đạo. Không phải các chị và các bạn ơi, rồi sắp lật luôn nha, thêm một nữa thôi. Ai cầm nhanh nhất thì được nha. Rồi các chị và các bạn ơi, có một bạn từ từ chị. Cầu gì đây? Gần chính xác rồi, mình gợi ý cái chữ này. Lật luôn đi em. Rồi cầu gan không phải, cầu gan không phải nha. Lật đi. Rồi bây giờ mình lật mà bạn nào comment nhanh nhất thì bạn đó sẽ người chiến thắng nha. Đây các chị và các bạn ơi. Rồi không giấu đi. Rồi ai nhìn được thì đi nhìn. Rồi ok. Rồi, bây giờ chị và các bạn nào comment nhanh nhất thì mình sẽ là người chiến thắng nha. Vẫn chưa có bạn nào nhanh nhất hết. Rồi ok. Rồi có bạn rồi nha. Xin chúc mừng bạn Xuân Phương nha. Xin chúc mừng Xuân Phương nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương trình săn combo, săn đồ siêu hot trong hôm nay luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc mini game và đến với chương trình săn đồ siêu hot trong hôm nay nha. Xuân Phương inbox cho shop với nha em nha. Xuân Phương inbox cho shop nhận quà em nha. Rồi ok mọi người nha. Cầu gai đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương trình săn đồ siêu hot. Và chỉ có bán cho 7 người thôi nha. Nhớ comment theo cú pháp số điện thoại, địa chỉ tính với 7 người bạn nha. Comment theo cú pháp đó là áo caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Sắp chỉ chốt cho bạn nào đầy đủ mã là áo caro nè. Comment là caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ là được chốt nha. Caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Mình không tranh cãi về mini game nữa các chị và các bạn nha. Em sẽ không giải quyết về những vấn đề tranh cãi mini game. Và bây giờ em sẽ chốt cho 7 chị 7 bạn về mẫu áo này. Caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ, chỉ với giá từ 250.000 còn 79.000 ạ. Comment caro kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. 79.000 các chị và các bạn nha. Ủa bản giá đi đâu chị? Comment là áo hoặc là váy báo. Comment áo hoặc váy kèm số điện thoại nha. Chốt áo comment caro cộng số điện thoại. Caro cộng số điện thoại cộng địa chỉ. Phải có địa chỉ nữa nha em. Rồi phải có địa chỉ các chị và các bạn nha. Jessie Thảo chúc mừng. Ủa? Chị. Cầu gì mà cầu nhiều vậy? Rồi chúc mừng Tiên nha. Chúc mừng Tiên nha. Tiên là người đầu tiên sở hữu áo caro. Rồi Tiên mình chốt áo caro cho Tiên nha. Mình chốt áo caro cho Kim Hoàng nha. Mình chốt áo caro cho Kim Hoàng nha các chị và các bạn. Rồi em chốt áo
caro cho áo cưới Huyền Trang nha. Áo cưới Huyền mấy Trang người nha. Rồi, ok. Và mọi người sắp chỉ chốt cho ba bạn cuối cùng nha. Chốt cho áo cưới Huyền Trang, áo caro với giá 79.000. Áo được bán với giá 79.000 và váy được bán với giá 79.000. Nhanh tay nha mọi người nha. Áo 79 và váy 79 nha. Chốt với Kim Hoàng áo caro là 2 bạn. Chốt với Tiên Tiên áo caro là 3 bạn. Rồi tiếp chúc cho Jessie Thảo áo caro là 4 bạn. Nhanh tay nha mọi người nha. Mọi người ơi, sắp theo mini game là sắp đã có kết quả rồi. Mọi người đừng có tranh cãi nữa nha. Mini game chúng ta chơi vui là chính, đừng tranh cãi nhức đầu mọi người ơi. Rồi chúc cho chị Thảo Bi áo caro, ok sắp hết hàng luôn nha. Chúc cho Phan Thị Cẩm Ly áo caro nè. Chúc cho Quang Sọt áo caro nè. Chúc cho Lê Thị Kim Tiên áo caro nè. Trên váy được bán với giá 79.000, giờ chỉ còn trên váy nha. Chúc cho Nhàn mua áo caro 79.000 nha. Chúc cho anh Tho áo caro 79.000 nè. Chúc cho Ánh Hồng váy, ok váy nha. Chúc cho Gia Hân áo caro nè. Rồi sắp hết hàng áo caro này nha. Bây giờ sắp đến với áo caro tiếp theo nha. Áo caro tiếp theo luôn, 79.000. Bây giờ sắp sẽ đến với mã hàng tiếp theo nha. Cái áo vừa rồi hết rồi nha. Bây giờ sắp đến với áo này nha mọi người nha. Ai muốn lấy mã này thì comment là sơ mi giúp sắp nha. Ai muốn lấy cái mà Thương bé Thương đang mang thì comment giúp sắp là sơ mi kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Áo vừa rồi hết rồi nha. Rồi chúc cho Lệ Su Kiêu áo cộng váy nha. Chúc cho em chưa chị ơi. Ai comment theo cú pháp đúng cú pháp với lại số điện thoại địa chỉ thì sắp chốt cho mình nha. Comment có địa chỉ sắp mới chốt được nha. Đây là mã, là mã của áo này là mã là sơ mi nha mọi người nha. Ai muốn sở hữu cái áo này thì comment giúp sắp là sơ mi kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Sơ mi kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Xong cái tay áo này lên đây. Sơ mi kèm số điện thoại kèm sự địa chỉ nha. Cái áo vừa rồi hết rồi nha. Ai muốn lấy combo, sorry, ai muốn lấy chiếc áo này thì comment giúp sắp là sơ mi kèm số điện thoại kèm địa chỉ, được bán với giá 79.000 nha. 79.000 nhanh hơn. 79.000 nha. Rồi sơ mi kèm số điện thoại kèm địa chỉ, ăn mã của cái áo này là sơ mi kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc cho Trúc Linh sơ mi, ok phải có địa chỉ sắp mới chốt được nha. Comment đầy đủ là sơ mi kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu cái áo này với giá 79.000 nha. Đó cái áo này form, buông cái form ra cho mọi người thấy luôn nha. Đó cái form của áo là như thế này nha mọi người nha. Đây là form của áo nha. Comment giúp sắp là sơ mi kèm số điện thoại kèm địa chỉ và sắp cũng sẽ chốt cho 7 bạn 7 chị nhanh nhất nha. Rồi sơ bên lại giúp chị. Đó. Đây là cái form áo nha các bạn và các chị nha. Rồi chốt cho THT sơ mi, ok. THT comment địa chỉ giúp sắp nha. Mọi người comment ngay giúp sắp là sơ mi kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Sơ mi kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ok, chốt cho Khu Cương sơ mi comment địa chỉ giúp sắp nha. Sắp sẽ chốt thêm cho 4 người cuối cùng nữa nha. 4 người cuối cùng nữa nha. Tại vì cái áo này là chỉ còn đúng 7 cái thôi. Cho chị Hồng Nhung sơ mi, ok ạ. 79.000 nha. Áo này được bán với giá 79.000 mọi người nha. Áo được bán với giá 79.000 nha. 79.000 nha. Rồi comment giúp sắp là sơ mi kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc cho Hồng Nhung sơ mi, ok địa chỉ rất rõ ràng nha. Rồi nhanh tay comment sắp nha. Chúc cho Ngũ Vi sơ mi và trên váy, ok Ngũ Vi trên váy nha. Các chị và các bạn comment theo cú pháp đó là sơ mi kèm số điện thoại kèm địa chỉ được bán với giá 79.000 nha. Và hoặc là váy kèm số điện thoại kèm địa chỉ được bán với giá 79.000 nha. Còn gì mà trả được. Rồi chúc cho Nguyễn Mai Phương sơ mi, ok nè. Bao nhiêu rồi? Bao nhiêu thì váy vô luôn nha nha. Váy nào, váy một với váy hai khác nhau á. Cái này cũng không có một khác nhau. Ừ, đấy là váy nào khác nhau đấy. Rồi xong chưa mọi người ơi? Trên váy hồi nãy còn không sắp còn nha Lê Thị Nhi nha. Sắp hết áo rồi nhưng sắp qua mẫu luôn. Lê Thị Nhi comment giúp sắp là trên váy nút kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sắp nha. Chúc cho Nhàn mua áo sơ mi, ok nha. 79.000 một áo nha, 79.000 một áo nha. Và sắp sẽ một chút cho hai bạn cuối cùng nha. Sắp sẽ chúc cho hai bạn hai chị cuối cùng nha. Rồi nhanh tay comment giúp sắp nha mọi người nha. Trên váy đầu tiên. Ok, chúc cho Ngũ Vi trên váy đầu tiên nữa nha. Ok Ngũ Vi nha, trên váy đầu tiên. Đúng sao? Mini game xong rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyển qua mã tiếp theo. Ok sơ mi này hết luôn rồi nha. Chúc cho Nguyễn Mai Phương sơ mi rồi nha. Chúc cho Nhàn Moon sơ mi rồi nha. Chúc cho Hồng Nhung trên váy. Dạ chị Hồng Nhung trên váy số 2 ạ. Ok chị Hồng Nhung comment địa chỉ giúp sắp nha. Mọi người nhớ comment luôn địa chỉ giúp sắp nha. Bây giờ sắp sẽ qua mẫu tiếp tục nha. Sắp sẽ tiếp tục chuyển mẫu nha. Đó hôm nay là hàng cực kỳ đẹp. Dạ chúc cho Ánh Nắng của em nguyên set nha. Dạ, chúc cho Ánh Nắng của em nguyên phát nè. Chúc cho anh Thơ chân bay nút. Dạ ok nha, anh Thơ chân bay nút nha. Chúc cho Lê Thị Nhi chân bay nút. Ok Lê Thị Nhi chân bay nút nha. Chân bay nút để chân bay phía đầu nha. Rồi chúc cho chị Chi Đặng sơ mi. Rồi sắp hết sơ mi luôn nha các chị và các bạn nha. Sắp hết hai combo vừa rồi nha. Bây giờ sắp sẽ đến với combo tiếp theo nha.
sắp hết cái sản phẩm vừa rồi rồi nha, sắp hết áo sơ mi với váy vừa rồi rồi, bây giờ sắp sẽ đến với combo này nha. Và các combo này sẽ được bán với giá 99.000, áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ nha. Nếu mình mua một bộ là 129.000, còn từ đây đến cuối live mình chọn được hai bộ bất kỳ trong livestream, giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Dạ ok, em chúc cho chị đặng sơ mi rồi nha. Chân váy đầu tiên đó chị. Ok, Trương Mai comment giúp sắp là trên váy nút kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha Trương Mai nha. Trương Mai comment giúp sắp là trên váy nút kèm số điện thoại kèm địa chỉ liền nha Trương Mai nha. Bây giờ sắp đến với chương trình 99.000 nha. Rồi các bạn và các chị ơi, mở đầu cho combo 99.000 là combo mà em đang mặc đây các bạn và các chị ạ. Một combo bao gồm một áo trên vai màu đen rất là xinh ạ. Áo trên vai màu đen rất là xinh, đi kèm với đó là một chân váy quần ạ. Một chân váy kèm quần phía trong nha các chị và các bạn ơi. Một chân váy kèm quần phía trong. Vì một combo này em sẽ bán nguyên combo luôn ạ. Comment cho em combo kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Nếu mình chốt combo này chỉ với giá 99.000, nhớ mua hai combo bất kỳ trong la để được giá 99.000 mỗi combo nha các chị và các bạn ơi. Để được giá 99.000 mỗi combo nha. Các chị và các bạn đừng quên chốt hai combo bất kỳ trong 99.000 mỗi combo nha các chị và các bạn ơi. Rồi mình nhanh tay comment cho em mã. Mã B14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em ạ. 99.000 thôi các chị và các bạn nha. B14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ 99.000 thôi ạ. Chân váy bao nhiêu ạ? Chân váy cũng 99.000 các chị và các bạn nha. Mua rồi chân váy 99.000. Mua rồi áo cũng 99.000 chị nha. Có free ship không? Không thì free ship được mọi người ơi. Tại vì em bán đã quá rẻ rồi nên mình không thể free ship được các chị và các bạn nha. Rồi chân váy sơ mi hồi nãy. Chân váy sơ mi hồi nãy set 1, set đầu tiên hả? Hồng Nhung ơi, à có phải là chân váy ngọc trai và sơ mi, chân váy ngọc trai đúng không ạ? Chân váy ngọc trai. Chân váy đầu tiên là chân váy nút, còn nếu như chân váy thứ hai là chân váy ngọc trai nha Hồng, chị Hồng Nhung ơi, chị Hồng Nhung comment lại cho em là chân váy ngọc trai thứ hai hay là chân váy nút đầu tiên, comment cho em với nha. Rồi chị Hồng Rô sơ mi, em chốt cho chị Hồng Rô cho em địa chỉ ạ. Nguyên một combo chỉ có giá 99.000. Ok, em chốt cho chị Kim Hoàng ạ. Combo ok, em chốt cho chị Lê Thị Nhi. Các chị và các bạn ơi comment cho em mã B14. Ok, bây giờ sắp sẽ bán combo này với giá 99.000. Nếu mà mua một set là 129.000, còn từ đây đến cuối live mọi người chọn được hai bộ bất kỳ sẽ là 99.000 một bộ nha. Ai muốn lấy combo này comment giúp sắp là B14 nha. B14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sắp nha. Ok, chị Hồng Nhung trên váy ngọc trai chúc cho chị rồi nha. Chị Hồng Nhung comment địa chỉ giúp sắp nha. Rồi ai muốn sở hữu combo này thì comment đúng mã giúp sắp là B14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Tiên ok, tiên nha. Rồi chị Hồng Nhung nguyên set ok chị Hồng Nhung nha, em chúc cho chị rồi nha. Rồi Lê Thị Nhi combo lúc nãy đúng không? À Kim Hoàng combo 99 hả? Các mọi người ơi, combo này comment giúp sắp là B14 nha. B bò đó mọi người ơi, comment giúp sắp lại nha. Kim Hoàng comment rõ lại mã B14 nha. Tại vì sắp lọc theo hệ thống á, mọi người comment mã đúng giúp sắp nha. Mã của Hồng đang mang là B14, được bán với giá một bộ là 129.000 nha. Còn hai bộ bất kỳ trong livestream giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Rồi ok Kim Hoàng, chúc cho Kim Hoàng nè, chúc cho Lê Thị Nhi combo này B14 nha. Comment giúp sắp là B14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi chốt tiếp cho áo cưới Hiền Trang combo B14. Ok nha, đây là B14 nha, chốt cái nhà moon B14 ok nha. Rồi đây là mã B14, nhanh tay comment giúp sắp là B14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Dạ chốt cho Hà Nguyễn Hà B14 99.000. Nhớ là hai bộ bất kỳ sẽ có giá là 99.000 một bộ nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 mọi người nha. Chốt cho Lê Thị Nhi B14 ok, chốt cho chị Hồng Nhung thêm B14 nha. Các chị nhanh tay comment giúp sắp là B14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sắp chốt hàng nha. Và qua mẫu thì bộ này sẽ là 250.000 nha. Giá gốc của bộ này là 250.000, nhanh tay comment giúp sắp là B14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ok, chốt cho chị Trường Mai mấy nút rồi nha, chúc các chị rồi nha. Asumi đầu tiên, chị Trường Mai Asumi đầu tiên hết rồi, em chúc các chị trong đây nút rồi nha. Ok, Hà Nguyễn Hà comment số điện thoại địa chỉ nha, mọi người comment đầy đủ số điện thoại địa chỉ sắp mới chốt được nha. Bộ của Hồng đang mang là B14, nếu mình chỉ mua một bộ thôi giá là 129.000, còn kết thúc live mình chọn được hai bộ bất kỳ giá sẽ là 99.000 một bộ mọi người nha. Rồi các chị và các bạn, B14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. B14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt hàng. Để chốt hàng các chị và các bạn nha. 55kg trở xuống mình bao vừa, có chân váy, có quần bên trong luôn các chị và các bạn nha. Có quần bên trong em chốt cho chị Kim Hoàng ạ. Em cảm ơn chị Kim Hoàng. À chị Hà Nguyễn Hà ơi, chị Hà Nguyễn Hà mình chốt cái gì vậy chị? Chị Hà Nguyễn Hà chốt B14 cho em địa chỉ nữa nha. Bao nhiêu ký là vừa? Dưới 55kg là vừa các chị nha. Đúng rồi. 55kg là mình vừa các chị nha. B
B14 dưới 55kg vô tư mặt nha. Rồi mã của Hân đang mang là B14, nhanh tay cầm mang giúp shop là B14 nha. Ok, chúc cho Kim Hoàng B14 nha. Chúc cho Hà Nguyễn Hà B14, Hà Nguyễn Hà cầm mang địa chỉ giúp shop nha. Và chúng ta chuẩn bị qua mẫu nha. B14 được bán với giá, nếu chúng ta chỉ mua một bộ thôi, giá là 129.000 nha. Kết thúc live mình chọn được hai bộ bất kỳ, giá sẽ là 99.000 một bộ mọi người nha. Kết thúc live mình lấy được hai bộ bất kỳ, giá sẽ là 99.000 một bộ. Còn kết thúc live mình chỉ chốt một bộ thôi là 129.000. Chúc với chị Nhàn Thanh Thanh B14 comment rõ mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ sắp mới chốt được mọi người nha. Rõ ha, mã kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sắp chốt nha. Sắm chưa mọi người ơi? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sắp chuyển qua B15 trong 5 giây nữa nha. Mọi người tranh thủ đặt hàng B14 nha. Tại vì qua mẫu thì bộ này sẽ trở về 250.000 nha. Thấy em nha, Hồng Lợi nha. Chúc cái tâm chích B14 tâm chích comment địa chỉ giúp shop nha. Comment theo cú pháp B14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ sắp mới chốt được nha. Chúc cho chị áo cưới Huyền Trang B14 ok chị nha. Nhanh tay comment mã này quá gọi là quá hot nha các chị và các bạn nha. Mã này quá hot nha. Rồi nhanh tay comment giúp shop là B14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. B14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Còn ai muốn sở hữu combo này nữa thì nhanh tay comment giúp shop nha. Chúng ta hết mini game rồi, mọi người đừng comment mini game nữa nha. Chúng ta xong mini game rồi nha. Xuân Thương là cái tên là may mắn nhất nha. Rồi B14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha mọi người nha. Các chị và các bạn ơi, bộ này bộ của em sẽ qua mẫu trong vòng 10 giây nữa. Qua mẫu trong vòng 10 giây nữa nên các chị và các bạn đặt thì mình tranh thủ comment B14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em ạ. Dưới 55kg thì mình bao vừa các chị và các bạn nha, chỉ 99.000 và áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live, mỗi combo sẽ có giá 99.000 nha. Đúng rồi. Áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong livestream này thì mỗi bộ sẽ có giá 99.000. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi, giá là 129.000 nha. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua mẫu B15 nha. Bây giờ mình sẽ chuyển mẫu B15 ngay bây giờ nha mọi người nha. B15 đó, siêu xinh như thế này nha. Đó là sự kết hợp của một chân váy ren lưới với là một chiếc áo đó, áo hoa như thế này, xinh ơi là xinh như thế này nha. Đó, đây là bé Thương nha. Xin chào Thương, xin chào tất cả các chị và các bạn nha. Ok, Tâm Chích thấy địa chỉ của Tâm Chích, cảm ơn Tâm Chích nhiều nha. Ba bộ đó cũng được em. Rồi mã của Thương đang mang là B15 các chị và các bạn nha. Cùng một chiếc áo hoa mặc rất là phù hợp cho cái mùa hè này, đúng rồi. Và một chiếc chân váy theo dạng body một tí, nhưng mà cái form của nó mặc rất là thoải mái. Tại vì kaki, chất kaki này co giãn nha. Mình mặc phối ren, có cái lớp ren ở ngoài như thế này. Cái chân váy này đặc quyền bên shop nha mọi người nha. Đó, nó có một cái lớp ren ở ngoài như thế này nè. Kaki mà đi với ren là chỉ có siêu shop có nha. Đó, một cái form đồ quá xuất sắc như thế này cũng bán giá 99.000. Áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ nha. Nguyễn Trang đã sắp công bố rồi mà. Nãy giờ là mini game sắp công bố rồi mà mọi người ơi. Rồi chúc anh chị Trúc Linh B15 nhanh tay comment giúp sắp là B15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Xin Facebook chị Trần Thị Thu Sương à, xin quá xin Facebook. Rồi chị cụ chị Thủy về quê rồi nên là sắp sẽ thay đổi nhiều chị nữa để cho mọi người được cho mọi người lấy phục vụ mọi người để mặc đồ lên form cho mọi người ngắm nhìn nha mọi người nha. Đây là chị Thương nha. Thương xin chào mọi người nha. Đây là chị Thương nha. Rồi bộ này là B15 các chị và các bạn nha. B15 là mã của Thương đang mang nha. Cơ một chiếc chân váy như thế này, chân váy body có nút như thế này. Có lớp ren ở trước đính cường như thế này. Mình phối một chiếc áo ở áo hoa vàng siêu đẹp. Màu vàng hoa này là mình mặc trong mùa hè là siêu xuất sắc luôn nha. Ship tỉnh bao nhiêu? Dạ ship tỉnh là 30 hoặc 35.000 nha. Dạ em chúc Linh, chị chúc Linh, em chúc cho chị rồi nha, chị chúc Linh nha. Rồi ai muốn sở hữu combo này nữa thì comment giúp shop là B15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. B15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này nha. B15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này nha. Rồi B15 chúng ta sắp qua mẫu rồi. Nhanh tay nha mọi người nha. Và B15 chúng ta sắp qua mẫu nha. Và cứ chọn hai bộ bất kỳ trong live, giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ, giá sẽ là 129.000 mọi người nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ là 129.000 nha. Rồi sắp qua mẫu B16 nha. Ok các chị và các bạn nào mới chọn được một bộ thì chúng ta nhanh tay chọn thêm một bộ nữa nha. Hai bộ bất kỳ, mỗi bộ sẽ có giá là 99.000. Mini game mình đã xong rồi nha các chị và các bạn nha. Nãy là quá trời. Chúc cho Hoàng Nguyễn B15 nha. Các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn cùng nhau đến với bộ của em là B16. Các chị và các bạn cùng nhau đến với bộ B16 như em đang mang nha. B16 rất xinh nè, bao gồm một chiếc áo có in hoạt hình mọi người nha. In nghĩa là họa tiết hoạt hình rất là xinh nha. Và đi kèm với đó là một cái chân váy nơ và cổ quần bên trong ạ. Một chân váy nơ cổ quần bên trong các chị và các bạn nha. Nguyên một combo em đang mặc từ 250.000, bây giờ chỉ còn có giá là 99.000. Và áp dụng khi các chị và các bạn mua hai combo bất kỳ trong live, mỗi combo sẽ có giá 99.000 ạ. Và các chị nào mua một combo duy nhất có giá 129.000 các chị và các bạn nha.
nhanh tay cầm lên cho em là B16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Đúng rồi, mã của Hân đang mang là B16 các bạn và các chị nha. B16 nhà dạ chúc cho chị Hồng Nhung B15 nha. Nhung B15 ok nha. Chị Hồng Nhung có địa chỉ rồi đúng không? Chúc cho Nguyễn Đạt B15 ok, Nguyễn Đạt comment địa chỉ giúp sắp nha. Chúc cho chị Hoàng Nguyễn B15, đây là mã thứ hai của mình chị Hoàng Nguyễn nha. Rồi mã của Hân đang mang là B16 các chị và các bạn nha. B16 là mã Hân đang mang nha. Rồi nhanh tay comment giúp sắp là B16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha để sở hữu combo quá xuất sắc như thế này. Cái áo này đang là hot trend của mùa hè này nha. Áo mà cái in theo phong cách truyện tranh hoặc là hình cái tờ báo á, đang là hot trend nha. Chị nào bạn nào chưa có thì nhanh tay bổ sung tủ đồ của mình những cái phong cách như thế này nha. Nhìn bụi xinh dễ thương lắm. Rồi chúc chị áo cưới Huyền Trang B16, em cảm ơn chị nha. Chị nào đã có số điện thoại địa chỉ thì chỉ cần comment mã là sắp biết nha. Chị nào có số điện thoại địa chỉ rồi chỉ cần comment mã thôi. Ok, chúc chị Lê Thị Nhi B16 nha. Rồi có địa chỉ rồi, lần sau mình chỉ cần comment mã là được nha. Ok, chúc cho chị Trúc Linh B15 nha. Em chúc cho chị nãy giờ rồi nha. Chúc cho Lê Thị Nhi B16 nha. Chúc cho chị Trường Mai B16 ok nha. Nhanh tay đi các chị ơi. Bộ này như sắp hết rồi. Rồi bộ này em sắp hết, em còn một bộ cuối cùng nha. Chờ một tí nha, em chỉ còn một bộ em cuối cùng nha. Em cho các chị và các bạn coi nha. Cái form này mình mặc rất là xinh nè, mình giấu quân được luôn các chị và các bạn nha. Áo sẽ là áo cái form hình bao hình in của truyện tranh hoặc là báo nha các chị nha. Áo sẽ là form in truyện tranh báo, cái bộ này hết rồi em. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu ạ. Bộ này em hết rồi nha mọi người nha, em đều đủ số lượng rồi nha. Bây giờ sẽ qua B17 nha. Bộ B16 em hết rồi nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ qua B17 nha. Các em đủ số lượng là em sẽ dừng lại, em không chốt nữa nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua B17 các chị và các bạn nha. Sắp xếp tỉnh bao lâu nhận? Dạ chị Hồng Nhung ơi, 3-6 ngày tùy tỉnh nha. Nếu chị ở trong miền Nam thì 3-5 ngày. Còn chị ở 3-4 ngày. Sơ Vinh cho em. Còn nếu mà các chị ở miền Bắc á, thì sẽ là 5-7 như ta, 4-6 ngày nha. 4-6 ngày ở miền Bắc, còn miền Nam thì sẽ là 3-5 ngày mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với B17 nha các chị và các bạn nha. B16 mình hết rồi. Lâm Đồng thì chắc 4 ngày thôi chị, 3-4 ngày thôi chị Hồng Nhung nha. Bây giờ mình đến với B17 các chị và các bạn nha. Đó, xinh ơi là xinh. Mở tóc ra cái tóc lại. Ừ, B17 của bé Thương đang mang nha. B17 của bé Thương đang mang nha. Đó là một cái style đó. Một chiếc chân váy tennis như thế này, mình phối một chiếc áo hoa có tay ngắn nhẹ như thế này là B17 nha các chị và các bạn nha. B17 là mã của Thương đang mang nha. Đây là mã B17 nha. Cái phong cách như thế này mình mặc nhìn trong mùa hè rất là phù hợp nha. Nhìn nó rất là trẻ trung. Đó, rất là trẻ trung, dễ thương ha. B17 nha, tức là hai bộ. Đúng rồi chị Hảo Ca nha. Nếu mình mua từ bộ thứ hai trở lên thì mỗi bộ sẽ là 99.000 nha. Còn nếu kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thì giá là 129.000 nha. Chị ơi mua một chân váy còn một bộ thiếu một cái áo nữa, đủ hai bộ ạ. Ờ đúng rồi, ok Trường Mai vẫn được tính nha. Nói chung lúc nãy đầu giờ đầu live mình có chọn được một cái áo. Bây giờ mình chọn một bộ nữa thì vẫn được tính là 99.000 một bộ nha. Là 99.000 hả chị? Đúng rồi Dung Tiên nha. Nếu mình mua một bộ, mình kết thúc live mình chỉ lấy duy nhất một bộ thôi, giá là 129.000. Còn kết thúc live mình lấy được từ bộ thứ hai trở lên, mình chọn được trên hai bộ, từ hai bộ trở lên mỗi bộ sẽ là 99.000 nha. Đó. Ở Cao Bằng thì bao nhiêu ngày đến ạ? Cao Bằng á thì ở miền phía Tây Bắc thì khoảng 7 ngày nha Kim Hoàng nha. Cao Bằng thì nó hơi xa hơn tí thì là sẽ khoảng 7 ngày nha Kim Hoàng nha. Đó, ở miền Bắc thì khoảng 5-7 ngày tùy tỉnh. Ở miền Nam thì 3-5 ngày nha, tùy tỉnh luôn. Đó, đa số cái miền Nam thì nhanh hơn nha, tại vì sắp ở Sài Gòn nha mọi người nha. Bộ của Hân đang bộ của Thương đang mang là B17 nha. Dạ B16 hết rồi Trương Việt Hùng ơi, B16 hết rồi nha. Bây giờ mình đến với B17 nha. B17 là của Thương đang mang nha. Đó, cái Thương mặc rất là dễ thương nha. B17 ai muốn sở hữu B17 thì comment giúp sắp là B17 nha. Phí ship bao nhiêu? Dạ ship 30 hoặc 35 ngàn tùy số lượng nha. Chị ơi có những mẫu cho người to 55kg không ạ? À? Có nha Chanh Leo Leo nha. Những mẫu mà trên 55kg thì mình chọn những cái mẫu áo thun giúp sắp nha. Cái form những cái bộ nhưng mà áo thun với lại trên váy á. Tối sắp có like không? Dạ đây là like cuối cùng của shop chị Thanh Tuyền nha. Đây là like cuối cùng trong ngày nha. Bây giờ shop chuẩn bị chuyển qua B18 nha các chị các bạn nha. Hàng sẽ lên rất là nhanh nha. Rồi các chị và các bạn ơi, đặt B17 thì comment cho em B17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Comment cho em B17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, em sẽ qua B18 trong vòng 5 giây nữa. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua B18 nha. Sắp sẽ chuyển qua B18 cho chồng ít giây nữa nha. B18 là mã của Hân đang mang nha, rất là xinh luôn. Đó, B18 là sự phối hợp của một chiếc áo trẻ vai nhìn dễ thương quá. Rồi mình mang với một chiếc quần váy nha. Cái này là cái quần váy mọi người nha. Những mẫu này 44-45kg mặc
được không ạ? Hồng nhung ơi, 41 đến 45 kg là quá tuyệt vời, quá đẹp, nguyên mẫu đang mang nha. Các chị và các bạn ơi, Hồng bây giờ chỉ có 45 kg thôi các chị và các bạn nha. Thì các chị và các bạn yên tâm khi mình mang những cái mẫu như này, 45 kg nhỏ người mình vẫn mang được nha. Vì những cái chân vải ngắn này khi các bạn nhỏ người thì trông sẽ rất là cao ạ. Kết hợp cùng với một cái giày cao gót thì các bạn sẽ rất là cao. Và các chị và các bạn ơi, một cái áo lịch vai, đây một cái áo rẻ vai và đi kèm với đó là một cái chân vải quần, có lót quần bên trong các chị và các bạn nha. Như vậy thì chỉ có giá 99.000 từ 220.000, bây giờ chỉ còn có giá 99.000 và lấy hai combo bất kỳ để được giá 99.000 nha các chị và các bạn nha. 50 kỷ mặt vừa không, áo cưới huyền trang 50 kỷ mặt bao vừa, dưới 55 kỷ mọi người nha, dưới 55 kỷ mình hẳn đặt bộ này mình mặc cho đẹp mọi người nha. Rồi chốt cho em mã là B16. B16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. À lộn lộn, từ B mấy rồi? B18 chứ. B18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Các chị và các bạn ơi, lấy chị size 55 kg dạ vâng ạ. Chị Thanh Tuyền yên tâm nha. Rồi chị Thanh Tuyền cho em địa chỉ và số điện thoại. Chị Thanh Tuyền rất quen. Chị Thanh Tuyền là không quen rồi. Không vừa đâu. Chị Thanh Tuyền ơi, bộ nào mà chị mặc vừa em sẽ báo cho chị nha chị Thanh Tuyền nha. Bộ nào cái vừa không mà chị. Bộ này cái áo không vừa với chị đâu. Cái áo không vừa chị đâu. Chị Thanh Tuyền ơi, bộ nào vừa em sẽ báo cho chị nha. Rồi chúc B18 nha các chị nha. Chúc cho chị Hồng Nhung B18 nè. Chúc cho áo cưới huyền trang B18 nè, chúc cho chị Hảo Ca B18 nè, chúc cho Nguyễn Thanh Nga B18. Xoay một vòng ok tường V nha, sắp sẽ xoay một vòng cho mọi người xem nha. Chị Thanh Nga comment số điện thoại địa chỉ giúp sắp nha. Chị Thanh Nga chưa có số điện thoại địa chỉ đúng không? Các chị đặt hàng nhớ comment theo cú pháp mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ thì sắp mới giữ hàng được nha. Còn không có địa chỉ, không có số điện thoại thì sắp không có giữ hàng được nên các chị thông cảm giúp sắp nha. Chúng ta comment giúp sắp thì sắp rất là nhiệt tình để sale cho mọi người nên là mọi người giúp sắp comment địa chỉ số điện thoại luôn nha mọi người nhé. Chị ơi, nãy em có lấy áo caro với một bộ B14 thì B14 có giá 99.000 không ạ? Được nha Kim Hoàng nha. Vẫn được tính B14, vẫn được tính giá 99.000. Mọi người chọn trong like hai bộ bất kỳ hoặc là hai sản phẩm bất kỳ như vậy thì shop sẽ vẫn tính là 99.000 một bộ nha nha Kim Hoàng nha. Ok nha. Rồi ai còn muốn sở hữu combo này với giá 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn hai bộ bất kỳ thì nhanh tay comment là B18 nha mọi người nha. Bộ hôm đang mang là B18 nha. Chị thấy em không? Linh keyboard giờ sắp mới thấy nha. Chị Thủy đâu rồi sắp? À Thủy Trinh Đoàn ơi, chị Thủy về quê một thời gian có việc á nên là chị Thủy sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất nha. Thủy Trinh Đoàn nha. Hôm nay chúng ta chào mừng chị Thương nha. Chị Thương đang đứng live ở shop nha. Rồi mọi người xem chưa B18 giúp shop nha. Chị nào chưa có số điện thoại địa chỉ nhanh tay comment giúp shop nha cho chị Trinh váy. Dạ chị Thanh Tuyền ok chị. Ở Thanh Tuyền ok để em nốt cho chị. Nốt cho chị Thanh Tuyền cái Trinh váy đi. Dạ ok chị Tuyền nha. Chị nhận hàng xong thì chị nhớ báo em nha chị Tuyền nha. Chị ơi lấy Trinh váy kia được không? Trinh leo leo ơi. Trinh váy nào Trinh leo leo ơi. Nói chung là shop không bán rời nha mọi người nha. Shop thì không có bán rời. Shop chỉ bán nguyên combo gồm áo và váy chứ shop không có bán rời từng cái sản phẩm như thế này nha. Bán rời là bán từ đầu line là cái sản phẩm kia là cái sản phẩm từ đầu line shop mới bán rời chứ còn những cái combo này shop phối thành combo shop không bán rời nha. Cho em Trinh váy. Nguyễn Thanh Nga Trinh váy thì Thanh Nga ơi. Shop không bán rời nha mọi người nha. Em mua cái áo caro với sát váy trắng khi nào mới ship tới hả chị Thành phố Hồ Chí Minh chị nhé. Nhàn Moon ơi, Thành phố Hồ Chí Minh thì 1 đến 2 ngày là mình nhận được nha Nhàn Moon nha. Nói chung ngày mốt đi cho chắc nha Nhàn Moon nha. Ngày mốt đi cho chắc nha Nhàn Moon nha. Rồi bộ này là mã là B18 mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nhanh tay comment B18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn chốt hàng nha các chị và các bạn ơi. B18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Chốt cho em B18 nha mọi người ơi. 99.000 một bộ và mua khi 99.000 một bộ và được giá 99.000. Khi mình mua hai combo bất kỳ trong live thì mỗi combo sẽ có giá 99.000 nha mọi người ơi. Ok chị Chanh leo leo, chúc chị Chanh leo leo B18. Chị Chanh leo leo comment địa chỉ số điện thoại giúp shop nha. Dạ rồi em cảm ơn. Ok nha. B18 không có màu đen nha. Rồi bây giờ shop ơi thích cái mũ của shop. Dạ chị Hồng Nhung đặt cái mũ thì comment giúp shop mũ đen nha. Là 120.000 nha. Mũ là 120.000 nha. Bây giờ shop sẽ qua mẫu B19 ngay bây giờ nha. Shop sẽ qua B19 ngay bây giờ mọi người nha. Bây giờ chúng ta cùng đến với B19 rất là xuất sắc luôn nha. B19 là sự phối hợp của một chiếc áo sơ mi với lại một cái váy 3 tầng như thế này nha mọi người nha. Váy 3 tầng nha. Đó, váy 3 tầng. Đó, rất là xinh như thế này.
cái chiếc áo sơ mi có cái bèo, tay bèo như thế này, một chiếc váy 3 tầng vải rất là mềm nha. Mọi người mua cái bộ này vải mềm lắm, mặc đã lắm. Dạ ok, chị Chanh leo leo nha. Chúc chị Nguyễn Thanh Nga B18 rồi. Ok em hết B18 rồi nha. Mã này là B19 nha, B19 xinh lắm. B19 nhanh tay comment giúp shop nha. Nhớ là 2 bộ trở lên giá sẽ là 99.000 một bộ. Còn kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi, giá là 129.000 nha. Nón đen treo ở trên bao nhiêu á shop? Huỳnh Như ơi, nón đen cái nón nón len đó hả? 120.000 luôn nha. Cứ mũ trái cây là 99.000, còn cái nón len hoặc là nón nồi là 120.000 nha, Huỳnh Như nha. Chị mới ạ, đúng rồi Lê Phương Linh nha. Đây là chị Thương nha, Lê Phương Linh nha. Chanh leo leo, dạ ok em chốt thêm cho chị Chanh leo leo B19 nha. Ok em cảm ơn chị nha. Mã này là B19 nha, rất là xinh nha. Mã này là B19 nha, rất là xinh nha. Thẳng lên đây. B19 nha, là một sự phối hợp của chiếc áo hồng tay ruốc như thế này. Mình phối hợp một chiếc chanh váy đó, chanh váy 3 tầng quá xuất sắc luôn. Nét đội mũ như vậy màu đỏ chị xem. Dạ ok chị Hồng Nhung nha, tí nữa em đợi để biết hơn đội cho chị nha. 51kg vừa không chị? Ngọc Trâm ơi, 51kg vô tư bộ này nha. Bộ này 55kg trở xuống mặc được nha. Bộ này nè, nó có cái dây cái eo của mình, nó có cái dây ngang cái eo như thế này. Mình có thể xếp theo cái vòng eo của mình nên thoải mái lắm nha mọi người nha. Bộ này 55kg trở xuống mặc được nha. Dạ cho chị hai bộ B19. Dạ ok chị Chanh leo leo, em chúc cho chị hai bộ B19 nha. Bộ này vải đẹp lắm mọi người ơi. Cái vải váy này vải đẹp lắm. Đó mọi người nhìn tét mát là nhìn thấy đầy đủ luôn, hàng đẹp lắm. Rồi bộ này là ok em chốt với chị rồi nha. Rồi 51kg vô tư bộ này. Ngọc Trâm nhanh tay đặt comment giúp shop là B19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Sắp chuẩn bị qua mã nha. Sắp lên hàng cực kỳ nhanh cho các chị chọn luôn. Nhớ là hai bộ bất kỳ trong live giá sẽ là 99.000 một bộ. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi, giá sẽ là 129.000 mọi người nha. Kết thúc live mình lấy duy nhất một bộ là 129.000 các chị và các bạn nha. Nhớ là cố gắng chọn được hai món, hai bộ bất kỳ trong livestream này nha. Bây giờ shop sẽ sắp chuyển qua B20 các chị và các bạn nha. B20 sắp được lên rồi các chị và các bạn, nhanh tay đặt B19 này nha. Qua mẫu là mẫu này đặt sau live sẽ là 250.000 các chị và các bạn nha. Mẫu này đặt sau live sẽ là 250.000 nha. Rồi, sắp chuyển mã nha. Bây giờ sắp sẽ chuyển qua mã B20 ngay bây giờ nha mọi người nha. Lấy cái nón đỏ được chị. Mở ra đi. Được không? Không lùng. Bây giờ mình sẽ đến với B20 nha, B18. Ok em chúc cho chị Nguyễn Thanh Nga B18 rồi, chị yên tâm nha. Các chị và các bạn nào mà đã comment đúng cú pháp là em sẽ chốt hàng nhanh và liền. Mọi người yên tâm nha. Chị Nguyễn Thanh Nga comment địa chỉ giúp shop chưa ta? Chị Thanh Nga nếu mà chưa có địa chỉ thì comment giúp em nha. Ồ bộ đó đi bé Thương. Chị Hồng Nhung ơi, mũ đỏ đổi lên sẽ như thế này chị nha. Đúng rồi. Xinh luôn à. Mũ đỏ thì nó sẽ sáng hơn màu đen, và màu đen thì mình dễ mặc đồ. Thật đúng rồi. Đỏ hay đen mặc gì cái hợp đồ hết chị ơi. Đúng rồi. Chị Hồng Nhung muốn lấy mũ thì comment ok cho shop nha. Đó mũ đỏ này nha. Hai B20 hai bộ chị nhé. Chị Chanh leo leo lấy thêm hai bộ B20 nữa hả? Ok nha. Nhớ là mình với lại sắp nhờ mọi người cái này nha. Khi mà mình đã đặt hàng thì mình chắc chắn giúp shop nha. Chứ mình đừng có đặt thật là nhiều, sau đó kết thúc live là mình hủy, mình bảo là mình lấy hai bộ một bộ thôi. Tức là có nhiều chị nhiều bạn là đặt tới 10 bộ xong rồi kết thúc live chỉ lấy hai bộ thôi thì vậy rất là tội shop, tại vì shop đã canh đủ số lượng là sắp ngưng bán cái bộ đó, nên là các chị và các bạn đặt bộ nào chắc chắn bộ đó không hủy và không đổi giúp shop nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ok chị Chanh leo leo em chúc chị thêm hai bộ nha. Mũ đen phía sau bao nhiêu? Mũ đen là 120.000 nha. Linh Kibo nha. Linh Kibo nha. B20 cũng 99 nha. Đúng rồi chị Hảo Ca nha. Cứ hai bộ trở lên là 99.000 một bộ, hàng bên em đẹp lắm. Này vải cái áo là vải vôn nè. Còn cái váy là vải kaki mềm á mọi người ơi, mặc đẹp, mặc thoải mái mà đẹp nữa chứ. Rồi nhanh tay comment shop là B20 nha. 49kg vô tư vừa nha. Trương Việt Hùng nha. Trương Việt Hùng nhanh tay comment giúp shop là B20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Em chưa đủ số lượng thì em sẽ ngưng bán nha mọi người nha, nên là tranh thủ đặt nha. Và sau livestream đặt giúp shop với giá 250.000 nha. Mỗi bộ sẽ có giá 250.000 sau livestream này nha mọi người nha. Chị ơi em đặt em lấy ok chị nha. Ok Chanh leo leo nha. Shop rất là cảm ơn các khách hàng vậy. Nói chung là shop nhắc mọi người thôi chứ không phải là nói mình không lấy hay gì đâu, nên mọi người yên tâm nha. Tức là sắp chốt lại vấn đề là, tức là khi chúng ta đặt bao nhiêu chúng ta lấy bao nhiêu giúp shop là được nha. Sắp rất là cảm ơn cái khách hàng như vậy luôn. Ok nha. Thưa các chị ơi, mình đặt B20 bằng cú pháp B20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em ạ. Các chị và các bạn ơi, nguyên một combo như vậy chỉ có 99.000. Và các chị nhớ là mình đặt hai combo bất kỳ để mình có giá 99.000 mỗi combo, cực kỳ ưu đãi luôn ạ. Đúng rồi. Rồi chúc cho chị Anh Thơ B20 có địa chỉ cho bé. Chị Anh Thơ comment số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Các chị đặt hàng hãy comment theo đúng cú pháp là mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha. Chị Anh Thơ comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. B20 43kg vô tư vừa nha. Nói chung chị nào bạn nào mà dưới 55kg vô tư đặt bộ này nha. Còn 55kg trở lên thì phải hỏi shop có vừa hay không nha. Bộ này 55kg thì chứ không có vừa đâu. Mình dưới 55 đi mình mặc cho đẹp nha.
Rồi chị Hảo. Ok chị Hảo ca, em chúc cho chị thêm bộ 20 nữa, B20 nữa nha. Ok chị nha, chị Hảo ca nha. Chị Nhàn Thanh Thanh, chị ơi em mới coi để kết thúc em coi lại em rồi em đặt được không ạ? Nhàn Thanh Thanh ơi nhớ là sau livestream 15 phút là mình phải inbox sắp liền thì sắp mới tính giá trong live là 99.000 một bộ nha. Còn nếu kết thúc 15 phút sau khi livestream kết thúc thì giá sẽ là 250.000 nha. Nhàn Thanh Thanh tranh thủ là inbox liền sau khi livestream này kết thúc nha Thanh Thanh nha. Mũ đỏ đó nha. Dạ ok chị Hồng Nhung, em chúc cho chị thêm mũ đỏ chị Hồng Nhung nha. Em có địa chỉ rồi ạ. Ủa anh Thơ bảo có địa chỉ rồi mà. Ok anh Thơ nha. Rồi ok nha. Chúc cho Trương Việt Hùng BAM, ok Trương Việt Hùng nha, địa chỉ rất là đầy đủ. Trương Việt Hùng comment chọn thêm một bộ nữa nha. Nếu kết thúc like các chị lấy một bộ giá là 129.000 các chị nha. Kết thúc like mà mình chỉ lấy một bộ thôi giá là 129.000 nha. Áo bao nhiêu? Dạ sắp không bán rời nha chị Minh Thư nha. Sắp bán nguyên combo áo và váy. Nếu mình mua một bộ thôi là gồm áo và váy thì giá 129.000. Kết thúc live mình chỉ lấy được hai bộ bất kỳ trong cái livestream này, giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Cái váy B21M51kg mặc vừa không? Vừa. Ủa, bên này bên mấy? B21 là bên nào Ngọc Trâm? Hiện tại là B20 nha. B20 nha Ngọc Trâm nha. Hiện tại thì cái váy này 51kg mặc vừa nha Ngọc Trâm nha. Trương Nguyệt Hùng số điện thoại này nè. Ok Trương Nguyệt Hùng nha. Áo bao nhiêu? Sắp không bán rời nha Minh Thư nha. Áo cũng là 99.000, váy cũng là 99.000. Mua nguyên combo là 129.000 nếu chúng ta chỉ lấy một bộ. Còn kết thúc live mình lấy được hai bộ bất kỳ, mình chọn được hai bộ bất kỳ, mỗi bộ sẽ có giá 99.000 nha. Có mũ không chị? À combo là gồm áo và váy chứ không có mũ nha. Mũ thì toàn những cái mẫu mà sắp treo là những cái mũ bên shop nha, những cái mã mẫu hàng bên shop nha. Dạ Trương Nguyệt Hùng ok nha, sắp có rồi nha, sắp có địa chỉ. Dạ mũ là 120 chị Hồng Nhung nha. Mũ nồi của chị của Hân đang mang là 120 chị Hồng Nhung nha. Rồi các chị và các bạn ơi, mũ bên em, mũ nồi em đang đội 120.000. Còn nếu về chất mũ vải thì em chỉ có giá 99.000 thôi các chị và các bạn nha. Còn các chị và các bạn nào, số combo em đang mặc vẫn như cũ là 99.000 một combo, áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live. Còn nếu các chị và các bạn chỉ chốt một combo duy nhất sẽ có giá 129.000 ạ. Đúng rồi. Các bạn chốt thì chốt game B20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. Đúng rồi, nhanh tay comment giúp shop là B20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và sắp chuẩn bị qua B20 trong 5 giây nữa nha. Và sắp sẽ chuyển qua B21 nha. Các chị và các bạn lưu ý, kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi, giá là 129.000 mọi người nhé. Nếu kết thúc live chỉ lấy một bộ là 129.000, giá 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong live nha. Chị lấy trong váy B19 và áo B20 được không? B19 à ok rồi, nói cho chị thêm cái tiền thêm cái áo này cho chị được. Rồi chị Thanh Tuyền là khách quen bên shop, ok chị nha. Em biết rồi chị Thanh Tuyền nha. Ok chị nha. Nói chung cái nào vừa thì em mới bán chứ không vừa em không có bán đâu. Không vừa thì chị mua về không mặc, không được mất công. Nên là chị nào mà có số ký đặc biệt trên 55kg hoặc 55kg á thì nhớ là báo shop để shop tư vấn cho kỹ nha mọi người nha. Rồi bây giờ sắp chuyển qua B21 ngay bây giờ nha. Bây giờ sẽ là mã B21 nha. Là sự phối hợp của một chiếc quần váy nha mọi người nha. Quần váy và một chiếc áo sơ mi mà nó có tay xòe như thế này nha. Đó, quần váy nha, cái đây là quần trong nha mọi người nha. Đây là quần đùi trong nha mọi người nha. Quần đùi trong và nó có cái phần váy ở ngoài. Phía sau là nó là quần đùi nha. Đó, phía sau là quần đùi, phía trước là cái chân váy như thế này. Mặc những cái kiểu này rất là tiện lợi nha. Mình ngồi lên ngồi xuống thoải mái là thứ nhất. Thứ hai nữa là những cái form như thế này nó tiện dụng lắm. Mình phối được nhiều phong cách đồ tại vì nó vừa là quần vừa là váy. Váy thì mình có thể phối sơ mi nè, quần đùi thì mình có thể phối với áo thun. Đó nên là những khi mình mua những cái style quần váy như thế này thì vô tư mà mặc mà phối đồ nha các chị và các bạn nha. Khỏi lo nha, cái bộ đó như còn có một bộ cuối cùng thôi. Hai cái rồi ok mặc luôn đi. Rồi ok, bộ của Thương đang mang là B21 các chị và các bạn nha. Ai muốn sở hữu combo này thì nhanh tay comment giúp shop là B21 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Đó, B21 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ai muốn sở hữu combo này nữa thì nhanh tay comment giúp shop nha. Và nhớ là kết thúc livestream mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 các chị và các bạn nha. Đó, trước xong mới gọi điện cho các chị và các bạn bảo là ủa sao bảo 99.000 mà giờ bán 129. Tại vì các chị và bạn đó chỉ lấy một bộ thôi thì giá là 129.000 mọi người nha. Rồi B21, còn ai muốn sở hữu B21 thì nhanh tay comment giúp shop nha. Và shop sẽ lên mẫu rất là nhanh cho các chị và các bạn đặt nha. Và shop chỉ còn 4 mã hàng trong chương trình livestream này nữa thôi. Các chị và các bạn nào mà chưa đặt được bộ nào thì nhanh tay đặt nha. Chị nào vào trễ thì giờ này mình có thể đặt hàng
sau livestream á mình xem thêm một bộ nữa, mình chọn một bộ nữa nha. Vẫn được tính giá 99.000 nha. Đó, cứ sau livestream kết thúc livestream 15 phút mình inbox cho shop liền là được tính giá 99.000 một bộ nha. Còn sau cái thời gian 15 phút sau khi livestream kết thúc thì giá sẽ là trở về giá 250.000 mọi người nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội mũ đen phía sau. Em coi thử đi chị. Mũ đen phía sau chừng một tí hơn sẽ lên đội cho Linky Boo xem nha. Linky Boo nha. Mũ đen phía sau là mũ len, dạng mũ len đó em ơi. Chờ xíu nha, sắp sẽ đổi cho mình nha. Ok, cảm ơn Thanh Linh nha. Rồi xong chưa mọi người ơi? Bây giờ mình sẽ chuyển qua B22 đúng không? Chờ một tí B22 sẽ lên ngay bây giờ mọi người nha. Chờ một tí nha. B22 cũng là phong cách trẻ vai nha. Và B22 thì các chị và các bạn hãy nhanh tay nha. Tại vì sắp sắp còn số lượng rất là ít. Đây là sắp lên luôn cho mọi người. Sắp lên lên đồ luôn cho mọi người xem nha. Đúng không em? Em mặc trên vai khác. Rồi B21 là mã của bé Thương đang mang nha. B21 là sự phối hợp của một chiếc áo sơ mi đó, sơ mi nơ phía trước như thế này, sơ mi nơ trước như thế này và chiếc quần váy như thế này, quá xuất sắc đúng không? Cho em xem lại cái áo vàng chị kia vừa mặc đi ạ. Áo vàng nào cho ta? À, áo vàng sắp bán áo rồi, cũng là 99.000 nha Thanh Phan nha. Dạ chúc cho anh Đỗ Nguyễn An Thư B21 nha. Ok, Đỗ Nguyễn An Thư comment địa chỉ giúp shop xuống, địa chỉ giúp shop nha Đỗ Nguyễn An Thư nha. Bây giờ shop sẽ qua B22 ngay bây giờ luôn nha. Giúp cho Nguyễn Tân Phát B21 luôn nha. Ok, Nguyễn An Thư comment địa chỉ giúp shop nha Nguyễn Tân Phát. Đây là mã thứ hai của mình nha Nguyễn Tân Phát nha. Ồ, len màu đen rồi. Ok, Binky gì đó, Linky Bu gì đó. Linh Kibu xem hơn độ mũ đen cho mình xem nha. Đây là áo vàng lúc nãy nha. Được không? Lộn không lộn. Đấy nha. Em mặc cái áo xanh như vậy tính xanh đúng đúng. Đây là bộ, đây cái áo chị ba nha, rồi sắp xong nha, áo chị ba nha. Các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nào muốn đội mũ len, cái mẫu này rất là xinh luôn các chị và các bạn nha. Đúng rồi, mũ len đó. Em mặc đồ mùa hè đang thôi không thật một chút nên là mọi người nhìn đỡ nha. Đây mũ len rất là xinh ạ. Nguyên một cái mũ này đội mình có thể điều chỉnh chiều dài được các chị và các bạn nha. Đây mình có thể đội bầu ra như vậy, còn không thì mình thích mình có thể đội cao lên một chút cũng sao cả. Rất là xinh ạ. Và kết hợp với đồ ở Đà Lạt các chị. Đúng rồi, chị đi Đà Lạt đi Sapa. Rất là hợp luôn, rất là xinh ạ. Và các chị và các bạn nào chốt cái mũ này thì có giá 120.000 nha các chị và các bạn ơi. Đúng rồi, mũ của Hân đang mang là 120.000 nha, Linh Kibu nha. Muốn lấy thì ok cho shop nha. Cái mũ này mình đi cái xứ lạnh là rất là phù hợp với lại các chị nào, các bạn nào ở miền ngoài á, miền Bắc á thì thời tiết nó sẽ thiên về cái hướng là mùa thu là nó bắt đầu nó lạnh rồi nên là mình có thể mua đồ những cái mũ này nha. Rồi, ok, có quần như chị chủ mặc không? À không có em ơi, cái quần này quần độc quyền của chị không có bán. Áo chấm bi màu vàng đỏ. À ok, chúc cho Thanh Phan áo chấm bi màu vàng đó. Ok, chúc cho chị Thanh Phan nha. Thanh Phan mua áo không là 99.000 nha chị Thanh Phan nha. Chị Thanh Phan cầm mang giúp sắp số điện thoại và địa chỉ chị Thanh Phan nha. Cho em xem trên váy B15 được không? Chú Nguyễn Hùng ơi, qua rồi là sắp không sẽ không sâu lại nha. Tại vì sắp đã lên đơn hàng rồi. Tại vì cái áo vừa rồi là nó còn rớt ở ngoài nên sắp sâu được nha. Nói chung hàng qua rồi sắp sẽ không có sâu lại. Nên các chị và các bạn nào muốn xem lại á, sau livestream khi mà tắt like đi á, các chị và các bạn hãy xem lại like này nha. Để mình xem được rõ hơn nha. Chứ sắp qua là sắp không có sâu lại được á. Tại vì hàng đã lên đơn rồi. Đã lên đơn và nhập và xuất kho cho mọi người luôn á. Làm liền nha. Nên là mọi người thông cảm với sắp nha. Bộ này là B mấy? B22. B22 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn chốt bộ mà em đang mặc nha các chị và các bạn ơi. B22 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Nguyên combo này rất là xinh nha các chị và các bạn ơi. Một chiếc áo lệch vai kết hợp cùng một cái chân váy đuôi cá. Một chiếc áo lệch vai kết hợp cùng một chân váy đuôi cá. Áo chấm bi màu vàng. Dạ không có màu khác chị Thanh Phan ơi. Chấm bi màu vàng đó chỉ có bộ màu vàng thôi nha chị Thanh Phan nha. Áo là 99.000 giá cố định nha. Đó, áo là 99.000 cố định nha. Đó nên là các chị hãy mua combo để lời hơn nha. Dạ chúc cho tâm chích B22 nhanh tay đi mọi người. B22 này chúng ta sắp hết rồi nha. Rồi sắp sẽ chốt thêm cho một chị nữa, một bạn nữa thôi nha. Chúc cho tâm chích B22. Ok, cảm ơn tâm chích nha. B22 này chỉ còn duy nhất một combo, các chị và các bạn nhanh tay chốt để mình qua mẫu luôn các chị và các bạn nha. Bộ này đẹp, bộ này xuất sắc. Combo này xinh lắm các chị và các bạn ơi, nhìn rất là nhã nhặn nè. Các chị và các bạn nào mà muốn theo kiểu là phong cách là nhã, trang nhã một chút thì mình lấy cái màu trắng này nha. Màu trắng này kết hợp rất là dễ, kết hợp đồ các chị và các bạn nha. Đúng rồi.
lời. Rồi B22 là mã của combo này nha. Và chúng ta chỉ còn 10 giây nữa chúng ta sẽ chuyển vào B23 nha. Đó, hàng lên siêu nhanh luôn cho các chị và các bạn chọn nha. Đó, bây giờ thì sắp ok, chúc cho Như Như thì B22 rồi, sắp hết hàng luôn nha. Chúc cho Như Như nha. Như có địa chỉ cho ta. Như Như cho mình địa chỉ và số điện thoại. Như Như là khách quen đúng không em? Quỳnh Như khách quen chứ. Có Như Như nữa. Như Như ơi, mình comment lại số điện thoại nha. Nếu là khách quen á thì comment lại số điện thoại để sắp lên đơn hàng cho mình luôn nha Như Như nha. Rồi, ok, bây giờ mình đến với B23 mọi người nha. B23 là sự phối hợp của một chân váy tennis xòe như thế này. Đó, đặc biệt hơn là cái chân váy này nó có cái dây thắt eo như thế này nè. Đó, mọi người thấy là Thương đang cột phía sau. Mọi người có thể thắt phía trước nha, em quay phía trước nè. Đây, mọi người có thể thắt ở phía trước nha. Tóc sẽ thắt lại cho mọi người xem cái style của cái váy này nha. Đó, cái váy này nó có cái dây thắt eo nên là mọi người có thể bo thấy cái vòng eo của mình với một cái bát. Mọi người có thể bo theo cái vòng eo của mình nha, rất là dễ thương luôn. Và màu xanh mình có thể phối đồ theo kiểu tương phản hoặc là tương đồng. Đây là kiểu phối đồ giống như cái màu tương đồng nhau nha. Một chiếc áo xanh phối vào một chân váy xanh đậm hơn, nhìn nó tạo ra một cái cảm giác nhìn nó rất là lạ đúng không? Nó không phải là tương phản kiểu mà xanh phải đi với đen hay xanh phải đi với vàng, nó là xanh đi với xanh, nhìn nó rất là lạ nha. Mình nên bổ sung cho tủ đồ của mình những cái style, những cái màu như thế này nha. Màu xanh này mà một trong những màu rất là mát mắt, nhìn cái cảm giác mình khi mình mặc đồ mình cảm thấy rất là dễ chịu đó, những màu xanh mát như thế này nha. Và mã này là B22 nha. Chơi đội trên trem đội trên váy rút lấy B22. Trên váy rút nút quá hả, lấy B22. Trường Mai ơi, B22 hết rồi nha. Sắp nói là B22 là mã cuối cùng, là chúc cho Như Như là mã cuối cùng rồi nha Trường Mai nha. Trường Mai ơi, B22 sắp hết rồi nha. Nên là mình vẫn giữ nguyên phương án đó nha. Nói chung là mọi người hạn chế, các chị và các bạn hạn chế đổi giúp sắp á. Tại vì sợ đổi qua đổi lại là một tí nữa sắp lộn lên là bị gửi nhầm hàng là rất là nói chung là rất là phiền phức á. Nếu mà gửi nhầm hàng là khách sẽ không có hài lòng đó. Nên là mọi người giúp sắp đặt là cố định chốt luôn giúp sắp mọi người nha. Mã của Thương đang mang là B23 các chị và các bạn nha. Đó, rất là xinh nha. Trễ vai và một chiếc váy, và một chiếc váy tennis xòe như thế này, caro xanh dương như thế này nha. Nhanh tay cầm giúp sắp là B23 nha mọi người nha. Mã của Thương đang mang là B23 nha. Trễ vai nhẹ như thế này đó. Cho thật ra chị nào bạn nào mà mình có dáng người nó tròn một tí, mình mặc những cái bộ này cũng rất là hợp lý nha. Tại cái áo này là form rộng là thứ nhất. Mình để lộ cái phần vai nhẹ như thế này thì tạo cho mình cái cảm giác mình sẽ ốm hơn nè. Và thứ hai nữa là cái phong cách cái kiểu trên váy caro như thế này mình phối được rất là nhiều phong cách đồ nha. Trên váy caro như thế này mình có thể mua về mình phối với áo thun cũng được luôn. Bộ này rất là dễ thương, đúng rồi, tủ đồ nha. Rồi B23, ai muốn lấy B23 cầm lấy giúp sắp B23 nha. Ok, B23 chúc cho Hoàng Trang B23 nha. Ok, Hoàng Trang comment địa chỉ giúp sắp nha. Bạn nào, chị nào muốn sở hữu B23, đúng rồi, một màu hả sắp. Mẫu nào cũng chỉ có một màu nha mọi người nha. Ok, chờ một tí nha mọi người nha. Mẫu nào cũng chỉ có một màu thôi. Các chị và các bạn nhanh tay đặt hàng giúp sắp là B23 nha. Đây, đổi người mẫu khác rồi ha. Dạ, cô bé ngốc nghếch đây. Bé Thương, đó, đây, bé Thương gửi chào đến mọi người nha. Bé Thương, đây là bé Thương. Và bé sẽ làm mẫu của siêu sắp. Sắp tới thì mọi người nhớ ủng hộ bé Thương nha. Gọi cho chị một số này nhé. Ơ, chị Thanh Tuyền chị đổi số hả? Dạ, ok chị nha. Vậy em đổi lấy B22 không còn à chị? Đúng rồi, Trường Mai ơi, Trường Mai sắp B22 sắp hết rồi nha. B22 sắp bảo là sắp có, chỉ còn 2 combo cuối cùng là sắp bán hết rồi. Nên là tại cái bộ đó mặc tại vì đẹp quá nên mặc lên cho mọi người ngắm thôi. Rồi, bộ này là B23 nha con. Chị nào bạn nào muốn sở hữu B23 nữa nhanh tay cầm máy giúp sắp nha. Và sắp là chuyện B24 trong 10 giây nữa nha. B24 là đảm bảo là siêu phẩm nha, siêu xinh luôn nha. B24 rất là xinh nha các chị và các bạn nha. Bây giờ sắp sẽ lên B24 ngay bây giờ nên các chị các bạn cùng đón xem nha. Cô bé hả? Apple. Rồi bây giờ mình đến với B24 nha. Apple, F5 à? F5 hả? F5 là ai đẹp các chị? F5 với F7 đều đẹp. Các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn cùng đến với combo của em đang mặc nha. Combo em đang mặc rất là xinh nè. Combo B24 chứ. Combo B24 các chị và các bạn nha. Bao gồm một chiếc áo baby doll. Cái dạng áo của em đang mặc là baby doll. Có hai sọc, có hai cái viền rất là đẹp các chị và các bạn nha. Có hai cái viền rất là xinh nè. Và đi kèm với đó là một cái chân váy. Một chân váy và dưới kết hợp ren các chị và các bạn nha. Đây, ở ren lưới ở đây rất là xinh nè. Trong váy tennis có lớp quần bên trong rất là dày ạ. Chất quần bên trong rất là dày.
và nguyên một combo em đang mặc chỉ với giá 99.000 ạ. Các chị và các bạn nào chốt thì comment cho em mã là B24. B24 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Đúng rồi. B24 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Và các chị các bạn ơi, sắp chỉ còn 2 mã hàng cuối cùng thôi. Các chị các bạn tranh thủ đặt hàng nha. Ok, chốt ở Trường Mai B24 nha. Trường Mai nhớ là kết thúc livestream này mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 mọi người nhé. Kết thúc livestream mình chỉ lấy một bộ thôi giá là 129.000. Còn kết thúc livestream mọi người chọn được hai bộ bất kỳ trong live, hai bộ bất kỳ trở lên giá sẽ là 99.000 một bộ nha mọi người nhé. Nhớ là kết thúc livestream chỉ lấy một bộ là 129.000 mọi người nhé. Có vé zin không shop? Có vé zin hả? Hôm nay shop chưa có lên vé zin nha mọi người nha. Shop sẽ hẹn mọi người, shop sẽ tổ chức nhiều live hơn để mà live những cái mặt hàng khác cho mọi người nha. Bây giờ thì live combo cho mọi người chọn thì shop sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để mà live thêm được nhiều hơn để live các sản phẩm khác nha. Dạ, chúc cho chị áo cưới Huyền Trang B24 này, chúc cho Nguyễn Thanh Nga B24 nha. Muốn mua lắm mà mới xin nên không dám mua. Bữa trước mua mà để dành chưa mặc thi. Dạ em cảm ơn chị cô bé không hết. Chị mới sinh xong mà một thời gian nữa chị giảm cân cho nó, hoặc là cái vòng của mình, cái vòng eo của mình nó ok lại á, thì chị mặc đồ sẽ rất là đẹp luôn á. Cái một con là trong màu mắt luôn. Chúc mừng chị cô bé không hết chị nha. Chúc mừng chị nha. Chị Ngọc Trâm, ok, chúc cho Ngọc Trâm B24 nha. Em đặt nhiều mẫu rồi có free ship không? À đặt rồi ơi, shop không có free ship nha. Tức là shop bán cái hàng này là giá rất là rẻ. Và ngoài live thì giá sẽ là 250.000. Và shop chỉ bán trong livestream mới là có giá 99.000 hoặc là 129.000. Nên shop sẽ không free ship bất kỳ trường hợp nào. Nên các chị và các bạn thông cảm với shop nha. Mọi người nghĩ đâu có mua ở đâu mà cái shop nào mà bán giá như thế này, 99.000 bộ nào cũng được. Bộ nào có tay á bạn? À, cái sọc kìa, là mà cái sọc kìa, cái sọc áo ra là dán baby doll nha các chị và các bạn ơi. Xà áo là dán baby doll nha, dán baby doll rất là xinh nha. Trường Mai 53 cái mặt vừa em nha, yên tâm nha. Rồi ok, còn ai muốn lấy B24 thì nhanh tay comment giúp shop nha. Và như shop nói thì shop bán giá rất là rẻ và không có shop nào mà chơi được cái giá như siêu shop đâu. Nên là các chị và các bạn khi mà đặt hàng thì giúp shop và trả tiền ship nha, chứ mình đừng kêu shop free ship thì chắc shop không biết làm sao hết. Tại vì bán giá quá rẻ rồi, mọi người có thấy đúng là mọi người cũng công nhận giá rẻ đúng không? Đúng không? Nên là không có free ship được nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình sắp chuyển qua B25 nha. Và B25 và B26 sẽ là hai mã cuối cùng nha các chị và các bạn nha. B25 và B26 sẽ là hai mã cuối cùng, các chị và các bạn nhanh tay đặt nha. Chị nào mới vào thì nhanh tay đặt nha. Sau livestream thì nếu mà mình mới được một bộ thôi, mình có thể xem thêm một bộ nữa để được giá 99.000 mỗi bộ các chị và các bạn nha. Rồi xong chưa mọi người ơi? Còn ai muốn sở hữu B24 luôn? À 4 thì comment giúp shop nha. Ok, chị Tranh leo leo B24 luôn nha. Em eo 61, bạn chân váy 24 không? Nguyễn Thanh Nga eo 61 thì quá dễ mặc rồi. Eo 61 là ok luôn. Eo 61 thì mình rất là dễ mặc đồ nha. Eo 61 thì không phải lo gì hết. Mình chỉ cần eo, mình cỡ mà eo 75 là mình mới lo, chứ còn eo 61 thì quá dễ mặc nha. Yên tâm nha Thanh Nga nha. Sắp ơi, em đặt một bộ, tí hết live em đặt thêm một nữa thì bao nhiêu á? Ok, Trương Việt Hùng nha. Nhưng mà một tí nữa hết live á là Việt Hùng phải chọn liền một bộ nha. Tức là shop chỉ cho trong cái thời gian là 15 phút sau khi kết thúc live là Việt Hùng chọn thêm một bộ inbox cho shop liền thì vẫn tính 99.000 một bộ nha. Còn nếu mà 15 phút sau khi livestream kết thúc mà sau 15 phút đó mình mới chọn thì sẽ là 250.000 nha mọi người nha. Nhớ là 15 phút sau khi livestream kết thúc là inbox chọn liền nha Việt Hùng nha. Chị ơi, ship ra Nam Định thì bao giờ có ạ? Trường Mai ship Nam Định thì 5 đến 6 ngày nha. Nam Định là phía trong Hà Nội là 5 đến 6 ngày nha Trường Mai nha. Có khoác len không chị? À hiện thế thì thật ra có khoác len, nhưng mà mùa hiện tại mùa này trong Nam cũng cái tỉnh rồi đều hơi bị nóng nên sắp không có bán khoác len nha, hiện thế nha, chưa có bán á. Rồi chúc cho anh Thư Dương B24 ok nha. Vì sao mình hết hàng B24 luôn nha, chứ là bộ này cáo này mà hết cái cắn lưỡi. Rồi sắp hết B24 luôn rồi nha. Rồi sắp bây giờ chuyển qua B25 và B26 là hai mã cuối cùng của ngày hôm nay, các chị và các bạn đón xem nha. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua B25 và B26 nha. Đây là B20 mấy rồi, 25 nha mọi người nha. 25 và 26 là hai mã cuối cùng của livestream này rồi. Cho em bộ B24 này chị. Ok, Chen Leo Leo sắp chốt rồi nha. Đó, sắp nói là B24 là sắp chốt cho chị Chen Leo Leo với lại bạn gì đó, là hai bạn cuối cùng rồi nha. À,
sắp bán rẻ nhưng không biết vải có được không. Nói chung mình mua về mình kiểm chứng nha. Với lại nhiều khách hàng cũng đã mua rồi lại kiểm chứng. Cũng có mọi người có thấy comment cái khách hàng comment feedback bên shop á thì mọi người có thể đọc nha. Đó. Nói chung là không có gì bằng cái việc là kiểm chứng. Và cái hàng nào mà vải đẹp shop sẽ nói, shop sẽ cam đoan với mọi người là vải đẹp đó. Và shop cũng mô tả cái vải rất là kỹ để mọi người biết là cái vải gì nha. Chứ không có thể nào mà đem ba cái đồ mà thật là vải thật là gớm ghiếc mà đi bán được. Thật là nếu mà bán như vậy thì bán cũng được, nhưng mà biết sao, bán chỉ được một lần thôi, khách chỉ mua một lần rồi sau đó khách sẽ đi mãi mãi, đúng không mọi người? Nếu mà bán ba cái hàng mà vải quá xấu, xấu ơi là xấu mà đem đi bán như thế này thì bán cũng một lần hai một lần là người ta sẽ đi hết thôi, chả ai thèm mua của mình nữa đâu. Nên là các chị khi đặt hàng yên tâm nha. Ok, đây là mã B25 nha mọi người nha. Mã này là B25 xinh lắm luôn á, thương mặt rất là xinh. Rồi áo cưới Huyền Trang chúc các chị B25 nha. Chúc các chị Ngọc Trâm B25. Cái vải của sơ mi này là vải thun nha, chắc vải thun co giãn nha. Sơ mi này là sơ mi thun nha mọi người nha. Còn cái vải này là kaki nha. Đó, sắp sẽ mô tả cái chất vải cho mọi người biết là cái vải gì nha. Kaki này thì vô tư quá đẹp rồi. Kaki dày này, đây là cái vải thun co giãn mặt đẹp lắm. Cái vải này nó không bị xù lông nè. Đặc biệt của cái vải thun này là nó không xù lông. Đó, thun phối thành cái kiểu sọc như thế này nhìn rất là dễ thương đúng không? B25 nha. Chúc cho Ngọc Trâm B25 này, chúc chị áo cưới Huyền Trang B25, chúc cho Chanh Leo B25 nha. Em hỏi là chúc B25 cho em luôn là ba bộ. Em Hảo Ca. A, à, đạt rồi là Hảo Ca hả? Trời ơi, em chặt bằng hai nick chị không biết em nick nào luôn. Ok, đạt rồi là Hảo Ca nha, bên mở ngoặc nha. Ok, đạt rồi là Hảo Ca đúng không? Rồi chúc thêm cho đạt rồi là B25 là ba bộ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lên mã cuối cùng là B26 các chị và các bạn chọn nha. B25 là mã của thương. Mọi người đợi một tí, B26 sẽ ra là hai mã cuối cùng của livestream này nha. Chị nào bạn nào đặt hàng thì nhớ là chưa có địa chỉ thì comment liền địa chỉ giúp shop. Còn nếu mà mình đã có địa chỉ rồi thì hãy giúp shop nghe máy nha mọi người nha. Tại vì shop sẽ xác nhận lại một lần nữa với mọi người, với lại hỏi là cái số ký chiều cao của mọi người để chắc chắn mọi người mặc vừa nha mọi người nha. Có nhiều khi mọi người 50 mấy ký, 55, 56 ký hoặc là 55 ký mà hơi bị thấp người thì shop cũng sẽ không có bán được, tại vì sẽ không có vừa nha. Mọi người nên nhớ là kênh điện thoại giúp shop nha. Bây giờ shop sẽ lên mặt cuối cùng nha. Và chúc cho gà con ngốc nghếch B25, gà con ngốc nghếch comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Như đây là mã hàng cuối cùng đầu tiên của mình đúng không? Mọi người lưu giúp shop, nếu kết thúc live mình chỉ lấy có một bộ thôi là 129.000 nha mọi người nha. Kết thúc live chỉ lấy có một bộ là 129.000. Còn kết thúc live chọn được từ 2 bộ trở lên giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Gà con ngốc nghếch comment địa chỉ số điện thoại giúp shop luôn nha. Bây giờ lên mã cuối cùng luôn nha mọi người nha. B26 đó. B26 là mã hân mang nha, còn B25 là mã thương mang nha. Rồi nhanh tay comment giúp shop mọi người nha. Và các chị và các bạn ơi, mã B26 của em là một chiếc áo lệch vai đỏ chấm bi trắng kết hợp cùng một cái chân vẫy, một cái chân vẫy lưới màu trắng đính một trai rất là đẹp các chị và các bạn nha. Nguyên một combo em đang mặc sẽ có giá là 99.000 thôi, và từ 250.000 mình bán chỉ còn 99.000 trong live, áp dụng cho các chị và các bạn nào dưới mua bất kỳ hai combo bất kỳ các chị và các bạn nha. Và mỗi combo sẽ có giá 99.000, còn nếu một combo duy nhất sẽ có giá 129.000 ạ. Rồi các chị và các bạn nhanh tay comment B26 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Đúng rồi, B26 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ok, chị gà con ngốc nghếch comment. Ok rồi, em thấy rồi nha. Dạ, cảm ơn chị gà con ngốc nghếch nha. Nhớ là cuối live mà mình chỉ chọn được một bộ thôi là 129.000 các chị và các bạn nha. Còn cuối live mình chọn từ bộ thứ hai trở lên, được hai bộ bất kỳ trở lên, giá mỗi bộ sẽ là 99.000 nha. B26 đổi trên váy được không chị? Mọi người ơi, shop sẽ không có đổi bất kỳ cái combo bên nào qua bên nào nha, tại vì đổi thì rất là dễ lộn nha. Ok, chúc cho cả con ốc hết thêm B26 nha. Ok, mình chốt rồi nha. Rồi mọi người, shop không có đổi qua đổi lại nha, tại vì cái sao sợ nhầm của mọi người là chết. Gửi hàng đi gửi nhầm một cái là mất công lắm, là bị khách sẽ khao xét, sẽ bị khách la khách chửi liền, nên là hạn chế đổi shop để shop không bị nhầm nha mọi người. Đổi là biết sao bị vậy, bị nhầm là tại vì số lượng á comment nó rất là nhiều, đổi là dễ bị nhầm lắm các chị ơi, mà không có kiểm soát được ấy. Rồi nên các chị các bạn đặt cái bộ nào ưng với cái sự phối hợp nào thì nhớ mình chọn bộ đó luôn nha. Rồi B25 là mã sọc của thương đang mang nha, B25 là mã sọc thương đang mang nha, còn B26 là mã đỏ của hân đang mang nha. Cho em B26 ok nha. Tí hết live trong vòng 15 phút đặt bộ thứ hai thì giá bao nhiêu? Trương Việt Hùng mình shop có báo nha, trong vòng 15 phút sau khi kết thúc live mà vẫn chọn được một bộ nữa thì vẫn là 99.000 một bộ nha. Còn trong vòng sau 15 phút đó thì giá sẽ là 250.000 nha. Trương Việt Hùng nhanh tay chọn thêm một bộ nữa sau khi livestream này kết thúc liền nha. Nhớ inbox shop liền nha, shop vẫn tính cho mình giá 99.000 một bộ nha. Chứ hồi nãy em lấy B6 đổi thành B. Ok Ngọc Trâm nha. Rồi lần này mình đổi Ngọc Trâm. Ok Ngọc Trâm nha. Rồi chúc cho Nhung Phạm B26 ok Nhung Phạm nha. Chúc cho Diệp Chi Bình Trần Bích Trần Diệp Bích Chi B26 ok nha. Comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Rồi đợi cho Ngọc Trâm gặp B20.
chia thành đôi hay sáu. Thôi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nhanh tay comment V26 hoặc V25. V25 là một chiếc áo sơ mi đen sọc trắng và kết hợp với một chân váy bò. Còn V26 là một cái áo lệch vai kết hợp cùng với một cái chân váy ngọc trai trắng rất là xinh các chị và các bạn nha. Chị ơi, set sơ mi hồng là bên máy ạ? Đây có mặt sơ mi hồng là sơ mi nào? Của em đúng không? Có huy bên máy này bé ơi cả. Hồng này phải không? Em ơi hồng này đúng không? Chỉ còn một set chưa lên lại, chưa lên đơn này. Chị... phải hồng này không bé? Hồng này đúng không ạ? Sơ mi hồng này đúng không mọi người ơi? Các chị và các bạn ơi, sơ mi hồng này đúng không ạ? Hồng nơ rất là xinh đây đúng không ạ? B19 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ để cho comment... combo sơ mi hồng nè. Comment lại liền để sắp kết thúc like mọi người nhé. B19 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhớ chốt sơ mi hồng nha. Thư Anh Dương ơi, em cảm ơn chị. Ok, Ngọc Trâm nha, cảm ơn em nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay chốt hàng. Nếu các chị và các bạn chốt B16 hay B26 hay B25 thì mình nhanh tay chốt hàng để em qua mẫu tắt like luôn mọi người nha. Ok, anh Thư Dương ơi, nhanh tay, đó là B19 em nha. Anh Thư Dương cảm ơn giúp sắp là B19 giúp sắp nha, để sắp tắt like nha. Hảo Ca B, ok, lại có ghi địa chỉ rồi. Ok, Hảo Ca nhanh sắp chốt rồi nha. Rồi xong chưa mọi người ơi, còn ai muốn chốt cái gì nữa thì comment giúp sắp, hoặc ai có hỏi hoặc comment yêu cầu gì nữa thì comment giúp sắp luôn nha mọi người nha. Sắp chuẩn bị tắt like trong 30 giây nữa mọi người nha. Đúng rồi chị. Ok, Thư Anh Dương ơi, comment giúp sắp là B19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha bé. Dương Anh Thư nha. Dương Anh Thư nha. Không không, nguyên set. Dương Anh Thư comment giúp sắp là B19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chị ơi, có inbox cho sắp địa chỉ rồi đó ạ. Chị vào inbox giúp em. Ok, chanh leo nha. Ok, Dương Anh Thư nha. Comment địa chỉ số điện thoại đi em ơi. Dương Anh Thư nha. Mai sắp live mấy giờ? Mai sắp sẽ live vào buổi trưa mọi người nha. Buổi trưa vào lúc 11 giờ 10 giờ rưỡi đi ha. Cho sớm ha. Ok, Dương Anh Thư B19 và B24 nha. Sắp chúc cho Dương Anh Thư. Comment số điện thoại, em có địa chỉ rồi nha chị. Có rồi hả? Dương Anh Thư có rồi mà. Rồi các chị và các bạn ơi, em sắp tắt like rồi. Các chị và các bạn nào chốt thì mình nhanh tay chốt nha. Em sắp tắt like. Xem phía sau, ok các chị và các bạn nha. Đây phía sau đây mọi người ơi, Phía sau rất là xinh nha các chị và các bạn ơi. Các chị và các bạn chốt thì nhanh tay chốt liền cho em nha. Mai em lựa thêm một combo nữa được không ạ? Không có được hàng. Các chị và các bạn ơi, mình không có giữ hàng nha các chị và các bạn ơi. Mình gửi hàng ngay trong ngày luôn các chị. Sáng mai là em chốt hàng, em gửi đi liền. Bạn tối là em chốt hàng và sáng mai em gửi đi liền cho các chị và các bạn luôn nha. Khi mà các chị và các bạn đặt là bên em làm hàng liền cho mình luôn. Nhưng mà ngày mai, sáng mai thì bưu điện mới tới lấy. Nên là các chị và các bạn yên tâm là em luôn luôn chốt hàng rất là nhanh. Mình không giữ hàng nha. Rồi các chị và các bạn chốt B26 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, hoặc B25 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Thì chốt combo mọi người nha. Rồi bây giờ em tạm biệt mọi người nha. Không còn chị nào đặt nữa thì em tạm biệt mọi người nha. Dạ rồi, mình chốt cha Thư Anh Dương rồi nha. Rồi tạm biệt các chị và các bạn. Chúc các chị và các bạn một ngày đầu tuần vui vẻ nha. Thứ ba nhưng mà cũng đầu tuần. Ngày giữa tuần. Giữa tuần vui vẻ nha các chị và các bạn ơi. Tạm biệt mọi người.